Nhật đâu rồi bà? Bà làm gì đó? Bà làm gì vậy? Rồi tắt máy truyền hình đi nghe để nói chuyện. Dạ. Bữa nay Nhật có nhà không? Dạ. Cho quà yêu thương nè. Cho quà yêu thương cho bà đó. Dỡ cửa lên đi. Cửa làm sao? Dỡ làm sao? Dỡ làm sao bà? Đâu cây đâu. Cây nào bà? Cây nào đẩy? Cây này đẩy làm sao? Đâu 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 đâu. Chạy chạy nó sụm đầu không? Ừ. Rồi. Mấy nay bà khỏe không? Khỏe. Khỏe hả? Nay đủ duyên á bà. Nay đủ duyên lành bằng tình cảm yêu thương. Có cô qua ở bên Canada. Dù ở nơi xa nhưng dành cái tình cảm yêu thương cho bà. Trao tặng món quà tình thương cho bà. Đó chính là số tiền 200 ngàn nha bà. Cô Qua gửi tặng tình thương cho bà. Tặng, dạ. Bà có gửi lời gì đến cô Qua ở Canada không bà? Có, gửi lời gì thăm cô Qua mạnh khỏe chứ không biết nói gì hết. Dạ. Cô có gia đình chưa? Chết. Dạ. Dạ. Cô Hoa gửi tặng bà 200 ngàn, bà có chúc gì không? Cầu chúc cho cô gặp nhiều may mắn. Chuyện lành đem đến, chuyện dữ đem đi. Hôm nay cô Hoa tặng cho bà 200 ngàn, bà vui không? Gửi lời về thăm cô Hoa. Mạnh khỏe. Chuyện lành đem đến thì giữ đem đi, chứ không biết nói gì hơn hết. Cảm ơn cô Hoa nhiều lắm. Yeah. Nha. Cô Hoa ơi, trong lúc bà khó khăn gì mà cô Hoa cho 200 ngàn, cảm thấy ấm áp, mình yêu thương lắm. Rồi bà nói đi, bà tên gì, bà nhiêu tuổi? Tên nó tên đó hả? Dạ. Lê Thị Thu, 71 tuổi. Dạ. Rồi bà kể về hoàn cảnh của bà đi, cái chân bà bị tật làm sao đó, lúc còn nhỏ hay là mới đây hay là sao đó bà kể đi. Còn nhỏ 7 tuổi, 12 tuổi đi chích thuốc, té chí xong chí kinh nè. Rồi chích thuốc có tật luôn tới giờ, không có đứng đi được hết. Mỗi ngày bà đi làm sao? Đâu có đi được, hậu đó thì còn đi được. Còn mới bị đó thì 12 tuổi rồi, tới 15 tuổi bước đi. Đi rồi bắt đầu xong cái tới giờ già rồi nó không đi được. Yeah. Rồi ngậu chỗ riết lết vô lết ra riết cái gân nó rút luôn. Không đi được nữa. Yeah. Rồi mỗi buổi tối bà có đau nhất gì không? Có, đau nhất chân cẳng này nhất quá trời nhất. Ngày nào uống thuốc 2-3 cử hết. Nhức mỏi quá sức. Yeah. Bữa nay mấy con gà của bà nuôi nó đẻ ra hết chưa? Nó đẻ ra, nó ấp, nó đi tùm lum, nó chạy tùm lum rồi. Yeah. Nó có chạy vô chỗ ngủ bà không? Này là con nhốt gì đó lấy đầu đậy lại. Yeah. Rồi tối cái đem ra ngoài đó để xuống chuồng. Con thấy trứng gà nè bà. Nó đẻ. Nó đẻ hả? Rồi bà có cho nó nở ra không? Có. Rồi chưa em? Rồi bây giờ bà đi cho quý vị coi nha. Bà đi làm sao? Mỗi lần bà vô bếp bà đi làm sao?
đâu có đi đâu, bò lết. Dạ. Bà vô bếp thử ơi. Dạ. Dạ bà vô bếp nha, cho quý vị coi hoàn cảnh của bà. Mỗi lần bà đi rất khó, bà lết, bà bò rất khó khăn phải không bà? Dạ. Đi phải nắm cái giò, lết cái giò. Bà bị tật á, thương trong hoàn cảnh của bà lắm, rất là xót xa và chạnh lòng. Khổ lắm quý vị ơi. Bà không có đi, bà bò bằng cái giò thôi, cái chân của bà. Rồi, bà đi ra đây lại nha. Dạ, bà đi cho quý vị coi đó. Dạ, cái chân của bà có chút xíu à. Không có đứng được. Nguyện cầu xin Đức Phật A Di Đà từ bi tất đại chứng minh ngày hôm nay cô Hoa ở Canada gửi tặng cho bà 200.000. Dạ cầu chúc cho gia đình cô qua nhiều bình an, nhiều sức khỏe, làm ăn có nhiều tài lộc. Đó để chia sẻ nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn trong cuộc sống này. Nguyện cầu xin Đức Phật A Di Đà từ bi ban phước lành cho gia đình của cô qua, chuyện lành đưa tới, điềm dữ đưa đi. Sở nguyện tùy tâm sở cầu như ý. Đời đời sống an lành trong ánh sáng nhiệm màu của Đức Phật A Di Đà từ bi tất đại chứng minh. Đó, xin Đức Phật A Di Đà từ bi ban phước lành cho gia đình của cô qua, cô Hoa. Ngày hôm nay ở bên Canada gửi tặng bà 200.000. Dạ. Nếu có một điều ước mơ, bà có ước mơ điều gì không bà? Không ước mơ già rồi chết rồi giờ có cho tiền rồi mua thuốc mua đủ. Dạ. Mua này kia ăn không chứ. Ước mơ dạ. Gì nữa. Giống như có ai cho gì bà nhận nấy ha. Cho gì. Mấy thôi chứ giờ ước gì nữa. Dạ. Già rồi 70 tuổi rồi chết còn nữa. Ừ. Ước cái gì nữa vậy? Nam mô đại từ đại bi tất đại chúng minh. Con chúc bà nhiều sức khỏe nha bà. Rồi, cảm ơn cháu. Hôm nay cô qua tặng quà bà vui không? Vui. Dạ. Nam mô đại từ đại bi tất đại chúng minh. Con đã trao quà cho bà trong cái căn nhà yêu thương nho nhỏ của bà. Tuy là nó nho nhỏ thôi, tại vì nó cũng chật hẹp. Bởi vì vậy mà bà để đồ cái góc này, góc kia, góc nhỏ. Bởi vì ngôi nhà nhỏ yêu thương mà. Không có đi đâu được hết. Dạ. Không có đi đâu dọn dẹp được hết. Mong quý vị thương tình bà, ủng hộ tình thương với bà. Đồ đạc bà để một chỗ bởi vì bà không có đứng lên bà dọn dẹp được. Cái chân bà đau. Bởi vì vậy nguyện cầu xin Đức Phật A Di Đà từ bi ban phước lành cho bà nha bà. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ. Bà niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần đi. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Rồi con xin chào bà. Cảm ơn nha.